Người trẻ trong cuộc sống hiện đại có rất nhiều điều cần phải học và nhiều kỹ năng cần tích lũy. Trong đó, những kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình và học đường vô cùng hữu ích, giúp cho các bạn trẻ học được cách tránh xa và nói không với vấn nạn này. Hội thi rung chuông vàng chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng nét đẹp văn hóa học đường vừa được trường Trung học phổ thông Hương Thủy tổ chức để giúp các bạn học sinh trang bị được thêm nhiều kiến thức và ứng xử trước những tình huống xảy ra. Gần 300 học sinh trường Trung học phổ thông Hương Thủy tham gia hội thi rung chuông vàng chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng nét đẹp văn hóa học đường. Đây là một dịp tốt để các bạn học sinh được trải nghiệm nhiều điều bổ ích và hướng đến cuộc sống lành mạnh. Trường học Hương Thủy tôi là tổ chức cái buổi truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng nếp sống văn hóa học đường. Thì trong những cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đã tổ chức cho các em học sinh ngoài việc vẽ các cái tranh cổ động thì chúng tôi tổ chức cái hình thức rung chuông vàng với mục đích chính là muốn cho các em tiếp cận gần gũi hơn với các cái thông điệp giúp cho các em học sinh có thể là có những cái lối sống, có những cách hành xử lành mạnh. Bạo lực gia đình cũng như học đường là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Những câu chuyện, những vấn đề nóng này đã được các bạn học sinh dàn dựng và đưa vào biểu diễn trong tiểu phẩm Sống Vì Con. Qua tiểu phẩm, các bạn học sinh có thêm những hiểu biết về nguyên nhân xảy ra bạo lực học đường, cách chống và cả những bài học kinh nghiệm cho bản thân. Với thông điệp đẩy lùi bạo lực gia đình là hạnh phúc của mọi nhà, tiểu phẩm thực sự mang đến một góc nhìn mới, hướng người trẻ đến một lối sống lành mạnh và nói không với bạo lực. Qua tiểu phẩm vừa rồi, mình muốn truyền tải thông điệp là bạo lực học đường và bạo lực gia đình là còn lén lỏi rất nhiều vào cuộc sống hiện nay. Mình mong các bạn hãy nắm vững kiến thức về bạo lực gia đình và bạo lực học đường. Phần thi rung chuông vàng luôn tạo sự hào hứng và sôi động trong bất kỳ cuộc thi kiến thức nào. Mười giây cho mỗi câu hỏi trong phần thi này. Để trả lời nhanh, chính xác, đòi hỏi sự nhanh nhẹn, phán đoán tốt và cả sự bản lĩnh của các thí sinh. Những câu hỏi đa dạng, nhiều tình huống bất ngờ giúp các bạn trẻ có thêm kiến thức, rút ra nhiều bài học hay trong cuộc sống. Có những điều các bạn học sinh lứa tuổi 17, 18 nắm chắc, nhưng cũng có những điều mà qua phần thi này các em mới hiểu rõ. Với cuộc thi này, mình rất vui khi được giao lưu kết bạn với nhiều bạn mới và biết cách phòng chống bạo lực học đường và bạo lực gia đình. Và mình muốn lan tỏa thông điệp để nói không với bạo lực học đường đối với các bạn công tác nữa. Thiếu hụt kiến thức về bạo lực gia đình và học đường là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hậu quả khó lường. Chính vì vậy, hoạt động ngoại khóa gần gũi, sinh động như thế này là một dịp giúp các bạn trẻ được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi hiểu biết và thể hiện quan điểm cá nhân về các vấn đề mình quan tâm. Mình cảm thấy vui khi đứng được chuông vàng và qua cuộc thi này mình có nhiều hiểu biết về bạo lực học đường.
Khi người trẻ được trang bị đầy đủ kiến thức, có những kỹ năng, họ sẽ sống lành mạnh và có thể dễ dàng ứng xử trước những vấn đề của bạo lực trong gia đình và ở học đường. Hội thi không chỉ mang lại những trải nghiệm hay, nhiều bài học bổ ích mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nói không với bạo lực học đường đến với đông đảo các bạn học sinh.